Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay thì công ty của Bịp làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính mỹ 9D nhìn xuyên bài. Ngày trước mặt các bạn là cái sản phẩm kính mỹ 9D này. Thì với cái sản phẩm kính mỹ 9D này, khi các bạn đeo vào mắt, các bạn phải nhìn xuyên lá bài. Giúp các bạn chơi bộ môn bài lá bịp là thắng 100% luôn. Thì đây, để mình sẽ giới thiệu các bạn cái kính này. Đây là kính mỹ 9D của Mỹ. Đấy, các bạn biết là Mỹ là một cái đất nước nổi tiếng với casino, nên họ nghiên cứu về cái đồ bịp này rất là lâu năm rồi. Nên là kính của họ nhìn rất là tốt luôn, siêu nét luôn. Đấy, đây mình cái này nhập khẩu nha, trực tiếp các bạn nha. Thì đây cấu tạo bên trong nó sẽ có một cái lọ để mà đựng kính này. Đấy, kính trong này các bạn nhìn chưa, và một cái cây đeo. Cái này thì các bạn sử dụng để các bạn đeo bằng gương này luôn, đeo vào khi mà nhìn vào, đeo vào. Còn cái này thì để mà đựng khi các bạn đi xa. Đấy, mình sẽ lấy kính ra các bạn xem cái cấu tạo của nó nhé. Thì đây, khi các bạn sử dụng thì các bạn dùng cái tăm bông này, các bạn lấy kính để tránh nó làm xước kính. Với thiết kế của kính này là được làm từ silicon, đấy, lụa siêu mỏng, đeo vào là êm mắt, không cộn mắt, đấy, nhìn bài siêu nét luôn. Đây, rất nhiều câu hỏi có gọi cho mình là khi xem video là cái kính này nó màu như này thì đeo vào mắt có người đối diện có nhìn thấy không. Mình khẳng định các bạn là không bao giờ nhìn thấy nhá. Đấy, đeo vào là nó trùng với màu mắt luôn. Đây, bạn lấy ra này, các bạn để nó lên cây đeo này. Đấy, không quan trọng chiều nhá, các bạn áp vào mắt. Đây, để cái cây đeo kính này. Đấy, là bạn đeo mắt là các bạn nhìn thấy bài. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn là khi nhìn bài sẽ nhìn như nào nhá. Mình sẽ đeo cái kính thử này vào mắt camera. Tất nhiên một điều là khi các bạn đeo kính thử vào camera thì nó sẽ không thể nét bằng các bạn đeo kính trực tiếp. Đấy, đeo kính trực tiếp thì nó cái kính áp tròng nó sẽ nét hơn gấp 10 lần. Rồi, mình sẽ đeo kính thử của camera mình test bài cho các bạn này. Đấy, thì khi các bạn đeo kính thì nó sẽ dạng màu như này. Thì đây, đây là những lá bài. À, mình sẽ bỏ cái kính ra để mình cho bạn xem cái bài bình thường trước đã. Khi một bộ bài bình thường như này, đây là cái bài Đức Bà Ca 2001 này. Nếu bình thường chưa đeo kính vào thì nó sẽ như thế này. Đây, bình thường chưa được kính vào thì nó sẽ bình thường như này, đúng không? Các bạn là không thể nhìn thấy nó là bài gì cả, nó là bài bình thường. Nhưng khi bạn đeo kính vào thì các bạn sẽ nhìn thấy số ở lưng bài này. Đấy, đây mình sẽ cho bạn xem này. Đây chẳng hạn như bạn nhìn này, đây con này con ca nhé. Đấy, đấy, đây gì này, bạn nhìn thấy không? Một con 10 là nó đánh dấu hình móc chìa khóa đấy. Với cái sản phẩm này, đây là cái bài điểm ở góc. Thế đây là bạn nhìn cả số này trên này. Thì do cái camera này nó sẽ không được nhìn nét bằng mắt thường được. 8 này. Đấy, 7 này. 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, áp này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này thì các bạn có thể phân biệt cả chất luôn. Đấy. Phân biệt cả chất. Rồi sẽ lấy đây cho các bạn cái loại bài các bạn nhìn này, chất này, đây. Với cái bài xanh 2K này thì là bên mình làm thì nó giống 100% ở ngoài chợ luôn. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất là rõ nét luôn nha. Đấy, thì với cái con bích thì nó sẽ không đánh dấu. Như đây, sang cái con cơ thì là các bạn nhìn thấy không? Đây, như này là phần này con cơ này. Đấy, và con rô thì bên tay phải. Con đấy lại làm ở trên này, con tép thì làm ở trên này. Đấy, con bích thì không đánh gì. Này bạn nhìn rõ nét chưa? Đấy, đây là cái bài xanh 2K. Thì đây, cái bài đỏ. Cho các bạn xem cái bài đỏ này. Thì bên nhà mình có cả bài nhựa, nước ngoài có hết rồi. Bạn nhìn đây là bài đỏ này. Đây còn nhìn 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 này. Đây nhìn thấy chất này, chất là đánh dấu này. Đấy, 7, 8, 9 này, bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét luôn. Và bài này à? Rồng đỏ đi, cho bạn xem bài rồng đỏ này. Đây là bài rồng đỏ này. Đấy, nhìn K này, Q này, rất là rõ nét luôn này. Đấy, đấy. Đây là khi các bạn đeo kính các bạn chơi như cái anh ngửa luôn là chiến thắng 100% này, bỏ kính ra là không có gì đâu này. Đấy, đây như bình thường này. Thì với cái kính này
thì các bạn chơi bài là thắng tuyệt đối rồi, khẳng định luôn là không bao chuyện thua được. Thì về cái mẫu bài ấy, thì bên mình có tất cả các mẫu bài, kể cả bạn nước ngoài thì mình dùng những cái bài nước ngoài có thể đặt bên mình và đây là những cái bài nhựa như này, đấy, bài nhựa Royal như này, thì mình đều có để cho bạn chơi nhá. Thì với các bạn ở xa mà không qua cửa hàng trực tiếp ấy, thì mình có thể gửi đường bưu điện, đường xe về cho các bạn. Bên mình bán theo kèm theo bài. Cũng rất nhiều câu hỏi đặt ra là kính này có thể nhìn được bài thường không? Mình khẳng định là không. Bài là phải đi với kính bài bên mình cung cấp thì mới chơi được. Ngoài cái kính áp tròng Mỹ 9D nhìn xuyên bài, bên mình bán thêm những kính Mỹ hộp gỗ như này. Đấy, kính này cũng là rất ok, chơi rất ok luôn. Đấy, kính Mỹ hộp gỗ này. Và kính nhá. Nhôm. Đấy, Hàn Quốc này. Đấy, đeo rất ok, những loại kính này thì nó rẻ hơn kính 9D một chút. Và cho các bạn có thể lựa chọn là phù hợp với túi tiền của các bạn mua hàng. Thì mình cũng khuyến khích các bạn có thể qua trực tiếp, mình là bên là đại lý và để mà nói công ty về phân phối cái đồ bịp này lớn ở Việt Nam. Đấy, cho nên là các bạn mua thì các bạn yên tâm về giá cả và chất lượng. Mọi sản phẩm sẽ được bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm. Tất cả đồ bịp bên nhà mình. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái dòng máy đánh bài. Đấy, máy đánh bài mã vạch. Đấy, bên mình thì phân phối nhiều về đồ cọc bịp, các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để tham khảo thêm về đồ. Rồi, cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus, đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK 680S, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này, các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá bình. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ của nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài báo, bạn ta báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. 2 2 2 2. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi, bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống, bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để các bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn như mình để báo, máy báo là nhanh
và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Máy báo 2, 4 người chơi môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây, đặt là báo này, máy báo ba này, một binh sáu lá nào trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây, bài 1, 2, 3, mấy báo ấy ạ? 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy, đây là 9 năm. Đấy, chia là xếp này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy, thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây, tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi máy báo 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy, trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh.